Chỉ còn 4 tháng nữa là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sẽ chính thức được khởi động. Sau 13 năm giữ ổn định thì những thay đổi trong phương thức tổ chức của kỳ thi năm nay ít nhiều đã tác động tới chương trình và kế hoạch năm học của các trường trung học phổ thông trên toàn quốc. Mặc dù chưa có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng các trường đều đã chủ động điều chỉnh chương trình dạy và học sao cho phù hợp với tiến độ tổ chức kỳ thi. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm nay, các thí sinh chỉ phải thi nhiều nhất là 6 môn trong tổng số các môn học của lớp 12. Vì vậy, tâm lý của không ít học sinh là chỉ tập trung vào các môn thi, còn những môn không thi được các em gọi là môn phụ, thì chỉ cần học ở mức độ vừa phải. Hiểu tâm lý của học trò nhưng lại không thể tùy tiện cắt xén chương trình. Đa số các trường thực hiện việc giảm bớt các nội dung ít quan trọng, căn cứ vào hướng dẫn từ đầu năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thầy cô dạy những môn này cũng cố gắng để giờ học của mình vẫn thu hút được học trò. Dù là trong quan niệm là học trò học để thi hay học trò học không phải để thi, thì chúng tôi vẫn rất là tự tôn trọng mình, tôn trọng môn của mình đang làm việc. Và chính vì thế nên chúng tôi vẫn cống hiến hết mình. Nếu thầy dạy hay thì nó cũng như là một cái giờ mà nó cảm thấy là nó được thư giãn, khi mà những cái giờ mà môn thi nó cực kỳ nặng nề áp lực. Đấy, phải có những cái môn như thế thì, chứ còn nếu mà cứ lúc nào cũng học mấy môn thi thì chắc là các em nó cũng căng thẳng và có dẫn đến là có lẽ nó cũng không bình thường được nữa. Tiến độ dạy và học đang được đẩy nhanh lên. Các thầy cô giáo dạy các môn không thi đều cố gắng đến cuối tháng 4, đầu tháng 5 là phải hoàn tất chương trình. Mọi năm, học sinh lớp 12 thường thi hết học kỳ 2, bắt đầu từ trung tuần tháng 4. Nhưng năm nay, một số trường sẽ tổ chức cho các em thi sớm lên nửa tháng để thầy cô làm bảng điểm, sau đó tổng kết học bạ thì mới kịp thí sinh hoàn tất hồ sơ đăng ký dự thi trước ngày 30 tháng 4. Sau khi các em đăng ký dự thi xong, mô hình lớp học truyền thống sẽ không còn. Thay vào đó, các em được sắp xếp học theo môn mà mình lựa chọn thi, chẳng hạn lớp thi môn toán, lớp thi môn lý. Với những trường ít phòng học như trường Trung học phổ thông Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội, các thầy cô sẽ phải sắp xếp lịch học khá là xích sao. Chúng tôi cũng phải tận dụng các cái giờ trống của các cái ngày học 4 tiết, hoặc là bố trí vào cái thời gian mà các em có thể tham gia ôn tập các cái môn các em đăng ký dự thi. Ngoài ra, từ nay đến trước 30 tháng 4, một số trường cũng dự kiến tổ chức thi thử để các thí sinh làm quen với đề. Đến ngày 15 tháng 3 tới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành hướng dẫn thực hiện quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia. Sau đó sẽ là thời điểm các thí sinh bắt đầu làm hồ sơ đăng ký dự thi. Không khí chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015 bắt đầu nóng lên.